Mời mọi người tham quan vườn rau của tôi nhé. Đây, vườn rau này thì xung quanh bờ rào là rau ngót. Đấy. Ở giữa này tôi sẽ làm đất để trồng rau cải, rau muống, bất kể rau gì mà chúng ta thích ăn. Nay ở nhà để làm sạch hai cái luống rau này, lấy rau ăn. Mọi người làm cùng tôi nhé. À quên, nãy cuốc bên này thì bắt được mấy con giun. Đó. Thấy chưa? Con giun này để chiều đi câu cá. Nay rảnh rỗi ở nhà. Nhận lệnh của phụ huynh là phải cuốc hết cái đống đất này đấy. Để đây. Để chỗ nào quay được nhỉ? Giờ là tôi sẽ phải nhổ hết cái đống cỏ rồi rau dền kia, xong cuốc lên giống bên này, cho đất nó hả vài hôm thì chúng ta mới trồng rau được, trồng rau nó mới lớn được. Giờ vấn đề là để cái máy này ở đâu này, để mọi người cùng làm với tôi này. Dưới này thì nó này thấp quá. Được, được. Thấp cũng được. We'll be right back.
Con đi về bà nội đi, ba đang làm mà. Chút ba về. Sao con cuốc trong cái đấy của ba, con cuốc ngoài đất chứ? Cuốc đi. Cất hả? Con đánh rồi con ấy xuất cuốc. Cất đây nha, không chơi nữa nha. Mệt chưa? Kỳ vậy? Ừ, mũi xanh mũi đỏ. Ừ, cắn luôn. Đúng rồi. Con không ăn hả? Không biết mũi mũi. Ghê quá. Mũi hút đi. Bà lô gọi kìa con. Đừng có phá nữa. Trời trời ơi. Nó vô trình lắm. Cái tương nó kho cá được không ta? Được. Tương để kho cá thì làm gì? Tương nó chấm nó muối ngon lắm. Rồi. Thôi cho ba mượn cái đấy này. Ừ, mượn. Tháng ăn có cái bánh đây rồi. Vô kho nồi thịt nghe mùi thèm quá, phải chạy ra đây chứ đỡ thèm. Trời ơi. Vậy đó. Okay. Mới để mình cuốc gù lưng luôn. Mình dạy mình ăn cuốc chứ. Con cuốc nó nhẹ dữ trời. Cuốc ở đâu rồi? Nhà con vú. Thấy nào. Còn nó đẫm lên kia cuốc không?
mượn à, đây. Ui, xong. Bảo rồi bánh lấy sống mình. Nó mẹ chưa? Ô, cua vào chân ba này. Xong rồi nha mọi người. Đó, nhìn. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại.